Đấy, bạn ơi, bây giờ mình đi theo cô Chi đi vào tham quan cái ngôi nhà mèo nha. Cô Chi thì cô ở đây được năm chưa cô? Ở đây được gần 2 năm rồi, gần 2 năm rồi. Rồi, 1 năm rưỡi rồi. Đây này, mấy bạn mèo này. Tối mình có ngủ ở đây không cô, khi mà đi giao đồ ăn về á? Cô ngủ được có tiếng. Trời ơi, 9 giờ cô cho nó ăn xong rồi, cô ngủ được 2 tiếng. Rồi cái hả, 2 giờ cô về cô ngủ được 1 tiếng. Rồi 4 giờ cô dậy cô đi rồi, đến giờ này nè. Đó. Đây. Đến giờ này là cô vệ sinh vừa xong. Quá trời mèo nè, có cả mèo con nữa này cô này. Mèo con là con nhặt được. Nhặt chứ không phải là nó đẻ ở đây hả cô? Con mèo của tôi, con nói đi. Mèo trong nhà của tôi là cả đực cả cái. Là Mạnh Thường Quân chung tay đã thiến hết rồi. À, thiến hết rồi cho khỏi đẻ. Thiến hết rồi. Mạnh Thường Quân đã chung tay là thiến hết rồi. Dạ, đâu có cái nhà mèo đâu cô. À, rồi những con mèo con này á, là tôi thấy là tôi cứ nhặt về. Nó cho cô bắt luôn hả? Mèo con mà. À, à đây nè, đây là phòng ngủ cô hả? Phòng ngủ cô gì nó ngủ hết á. Con này nó trốn tầm lum, nó ở dưới giường, nó trốn á. Con chó này là con chó của người ta gửi. À. Đây có máy lạnh luôn này. Đây nó lên giường nó nằm rồi, cô. Nó trốn đây nè, nó trốn đây nè. Nó trốn đây nè. À đây nè. Nó trốn đây. Tại vì nó thấy cái con nó trốn trong thôi, nó nằm hết trên giường. Nó lạ đấy, nó sợ đấy. Nó sẽ nằm hết trên giường. Nó chui vào trong đây. Đây này, mấy bạn mèo này. Sao hôm nay lên giường nằm giường của cô nằm hết rồi. Không, cái này nó là giường của nó nằm chứ không phải là của cô. Nó có cho cô nằm đâu, nó có cho tại vì cô đi rồi, dạ. Cô đẻ cái tiếng cô đi rồi. Tivi này còn coi được không cô? Ôi tivi này còn coi được mà nó đập hoài à. À. Nó nhảy xuống, nó nhảy lên, nhảy xuống rồi thấy là rớt lên, rớt xuống. Ôi. Cái trước nó đập hết cái trái rồi. Cái trước nó đập hết cái rồi. những cái này là người ta cho cô. Dạ. Những đồ xài là Mạnh Thường Quân cho hết. À. Đây là những bạn mèo mà ở trong lồng này là sao cô? Cô nhốt bớt phá giỡn. Cô nhốt bớt. Này là tủ lạnh mình được đồ ăn đây hả cô? Tủ đông á, để cô để cái thịt rồi đẩy đó. À đây đây đó. Đây này đồ ăn này đó. Tủ này là người ta cũng quyên góp cho cô hả? Nói chung là những đồ xài là Mạnh Thường Quân cho hết. Đây. Trời mèo luôn này. Con thấy hình như mấy con mèo nó hay bị cái bệnh ngoài da đó, có bị dị lông cái gì đó. Nãy con mới thấy mấy con ngoài kia kìa. Có. Giờ mình chăm sóc cho nó có khó không con? Có chăm nó kịp đâu. Con thử nghĩ nếu là con không kịp. Tại vì hỏi chứ mấy chăm mà cô làm có sợ. Con thử nghĩ đi, cô mệt lắm, cô quá mệt luôn. Cô còn hơn cho bò nữa. Đúng không? Cho bò được ngủ nhiều. Con ngủ vậy đó. Dạ. Ngủ chỗ đó. Đằng sau kia bò lắm con. Rồi, đằng sau đó mới nhiều. Sau đó mới nhiều. Đây này, đây này. Ở trong này cũng là đã mấy 30-40 con rồi hả? Đây trong đây là mấy chục con, ở ngoài là mấy chục con. Ở trong đây là còn 40 chục, ở ngoài đây còn 3 mấy con đó. Đây. Ở đằng sau mới nhiều. Đây ra sau. Đi, đi ra sau này. Đạt nè, nghe không? Không. À này đó. Vô. Đó. Đúng rồi. Đây. Đây. Nó kì ra. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Vô đi, vô đi, vô đi. Ồ, đây có nhiều thế. Cô. Rồi. Đây này, đây là cái khu vực cô nuôi mèo này. Đây. Trời ơi. Vô rồi. Để má chân một nha, má chân một. Má chân một, má quên lấy cái gối. Sao cái phòng này là nhiều thế cô nhỉ? Hả? Phòng này sao mình nuôi nhiều thế? Trời ơi con ơi, để càng ngày con bỏ bữa thằng thắng thì con bỏ làm sao? À. Đó. Là những cái kệ này là ông nào hiểu đến nhất, khó đến nhất. Đây cái kệ. Đóng đến nhất là những nhà ông nào hiểu á, bỏ tiền ra mua những cái kệ bên này. Còn bên này á là những
người khác là mạnh thường quân khác cho chúng nó. À, nó thấy cô lại cái nó quấn quýt nhưng dễ thương quá ha. Bây giờ mẹ Quân có hộp vô ăn rồi, ăn hộp rồi, con đòi cái gì nữa? Đã con ăn hộp rồi. Cái bò này là cô phải vệ sinh hàng ngày hết hả cô? Làm lâu lắm cô ơi, mỗi lần làm á hả? Trời lâu lắm, mỗi lần làm còn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nó còn đỡ hơn ở hôm trước nó có mẹ con nó lâu lắm. Hôm trước mẹ con lâu hơn. À cái này là khu vực mèo trưởng thành ha. Ở đây cô hốt, cô đổ cô tiêu, hốt đổ cô tiêu rồi hả? Thì có xà phòng lâu bằng xà phòng. Đó. Chứ còn người giúp việc thì sao? Có người giúp việc mà. Còn người giúp việc đó là chị. Nói chung họ có làm được á chị, 1-2 tháng nữa là hết rồi. Đã. Chủ yếu vẫn là mình thôi. Anh thì quan trọng đó là 25 người rồi là cô đảm nhiệm hết. Còn hai người giúp việc là chị mới giúp được 2 tháng rồi, 2 tháng vừa rồi. Bây giờ còn 2 tháng tiếp theo nữa thì cũng là nếu mà cô nói lên đăng ra thông tin như vậy thì để cho cộng đồng không gửi vào cái tài khoản của cô Hồng để trục lợi cái nhà mèo cô nữa. Dạ. Thì mà cô cũng không cần người giúp việc tại vì người bà Hồng bà ăn hết. Mà mình chăm nhiều mèo như thế này thì vất vả, nó có những khó khăn như thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người biết được. Đương nhiên là nó rất là khổ tâm đó. Khổ tâm là cái thứ nhất đó là cô quá thiếu ngủ đó. Cái thứ gì đó, tại vì cô gồng gánh không nổi, nhưng mà bây giờ thì như thế nào đây, cô cũng không bỏ nhưng mà khổ nổi lắm. Khổ nổi là rất nhiều người cứ gọi cô mà đưa mèo lớn mà họ không có hiểu hết cô phải như thế này. Cô không nhà, không tiền mà cũng không người chăm, mà cứ gọi cô đưa. Cô ơi, cô có mấy con mèo? Cô ơi, con có mười mấy con mèo? Một con mèo họ cũng đưa, hai con mèo, tí mấy chục con mèo họ cũng đưa. Con ơi, con chỉ là con số nhỏ nhen của cô thôi. Không, cô ở nhà thuê mà cô bị đuổi, mà bao nhiêu cô cũng gồng gánh, cô gánh hết con của cô đi, cô không bỏ rơi đứa nào hết. Cô đâu có tiền đâu, cô khổ lắm. Chứ mà coi chứ đâu phải sung sướng đâu. Chỉ có trên về trên mới hiểu, mới thấu hiểu hết à. Thôi. Mà cô có bao giờ cô từ chối không người ta gọi á? Vừa rồi nếu mà cô không từ chối á là cô gánh thêm á 100 mấy con luôn. Làm sao mà cô? Ai mà lại đưa nhiều thế? Người 10 mấy con, người 20 mấy con. Dạ. Cái người này gọi, người kia gọi đó. Dạ. Người ta tưởng là cô có nhà, có tiền. Rồi thấy chúng nói như vậy là chắc cô chăm tốt lắm, cô có khả năng lắm. Nhưng mà có ai hiểu đâu, cô chỉ có một mình thôi. Có một mình cô thôi. Một mình mà không có tiền, không nhà, không có người. Thì cứ đưa cho cô mèo lớn là cô không nhận. Mèo lớn là cô không nhận. Khi mà đem mèo lớn về thì đương nhiên là họ đưa cho mình là mèo mạnh khỏe, nhưng mà họ không có hiểu là về tới nhà mình á thì nó sẽ nhập bệnh thôi, nó mới có nhập bệnh thôi, chưa có xuất bệnh là chúng nó sẽ bị bệnh á hả, tiêu chảy. Thì cô thấy tiêu chảy thì cô chịu không nổi, cô có đem đi để mà cứu con, đem đi truyền dịch với lại chích thuốc cứu con, rồi cuối cùng cũng không giữ được con, chết luôn. Có chết có nhiều cô, trong cái việc mình nuôi này thì nó chết hay nhiều chứ. Dạ. Trời, nếu mà nó chết nhiều là chết mèo con nhiều thôi, mèo con mới chết nhiều. À. Chứ mèo lớn à thì hả, nó đủ, nếu mà nó đủ ăn, đủ mà tiêu chảy mà cô mua thuốc về cô chích á, kịp thời á, cô phát hiện chích kịp thời á thì đương nhiên là không chết. Dạ. Tại vì nhiều quá lớn, mà. Tại vì mèo lớn nó có kháng sinh mạnh, còn mà mèo lớn cũng họ đưa cho cô á, nó về nhà mới nè. Chủ lạ, người lạ mà nó thấy một đống như vậy, nó sợ, nó hoảng quá là nó không uống nước luôn. Mà đương nhiên là cô phải nhốt riêng, nó hoàn toàn nó không uống nước luôn, làm sao mà nó ăn nữa, nó sẽ chết. Tức là có những con mình họ gửi vào đây thì nó sẽ gia nhập, nó sẽ hội nhập được với những con này, nhưng có những con nó không chịu được, nó sẽ chết. Con nào cũng vậy chị, mà ai gửi chị mèo quá mà cô đi ra ở ngoài đường ăn á, cô thấy nó hiền quá, cô đem về cô nuôi được. Tại vì mặt cô nó biết. Dạ, nó biết quen cô rồi, là mẹ. Quen. Với lại thức ăn của cô á nó cũng biết nữa. Còn á hả, ngày đầu nó không ăn, ngày sau nó cũng ăn. Như là mèo lạ người ta đưa cho cô á là mèo mạnh khỏe, đem về cô để trong chuồng. Nó sợ lắm, nó hoảng. Tại vì nó thấy quá trời như vậy, nó sợ, nó quá sợ luôn. Nó không ăn, nó không uống thì nó sẽ chết dần. Dạ. Cũng tội mà mình cô
Còn sao sao cô có bao giờ có nghĩ đến cái chuyện là sẽ không làm không cô? Không. Thì bây giờ con nghĩ tới đâu hay tới đó thôi, chứ bây giờ hả? Nó như thế này, đứa nào xấu đẹp trong và ngoài cũng là các con của cô. Tức là cô gọi là những bạn mèo ở đây là con, coi như con mình luôn. Các con của cô mà chẳng qua là nó quá thiếu tình thương, không ai thương nó là hết. Chứ nó bị bỏ rơi như vậy. Chứ bây giờ nếu mà trên thành phố này mà nếu mà không có một người như cô thì một nhà mèo như vậy thì chúng nó như thế nào? Cô cũng hiểu là nó sẽ hoang dã thôi, cô biết. Có bao giờ cô cảm thấy gọi là bất lực mà cô cảm thấy cô tủi thân, có một mình cô mà phải lo quá nhiều thứ thế này? Đương nhiên là cô quá tủi thân chứ. Cô tủi thân là tại vì hả? Cô thấy thì nó là quá thiếu thốn, tại vì là cô thiếu thốn, cô không tiền, không nhà, tất cả cái gì cũng không hết. Cô chỉ có sức tình thương của nó là trên cao cả, là cô thương nó. Nhưng mà cô không biết cô đầm bọc và nuôi cô đến lúc nào đây. Nếu mà mọi người cùng chia sẻ cho các con ăn được những cái miếng mà như mọi ngày là cô để cô có để cô cho các con ăn thì cũng không đến nỗi không, cũng đỡ không đến nỗi nào, tại vì cô lượm không kịp, cô lượm không có đủ, tại vì trong trong nhà thì 200 mấy, ở ngoài thì hết 100 mấy, cho nên không kịp, không đủ ăn. Nhưng mà vừa rồi thì có Mạnh Thường Quân thì cho trong nhà thì đủ ăn, ngoài đường thì không có ăn. Tức là mình lo bầy mèo ở nhà lại còn bầy mèo ở ngoài đường nữa cơ đó. Mèo hoang ở ngoài đường cô cũng cho nó ăn luôn. Thì đó, đã cô cho ăn 11 năm ở ngoài đường rồi. Dạ. Mà cô có bao giờ cô nghĩ là mai mốt mình bệnh tật thì mình không chăm được bọn nó được như thế nào không? Thì cô nghĩ đến đâu hay đến đó thôi. Mình cũng không nghĩ quá xa đúng không? Cô nghĩ đến đâu hay đến đó thôi, chứ bây giờ làm sao cô dám là hoàn nghĩ là cô có sức khỏe nhịn nhịn được. Làm gì cô dám nghĩ như vậy được, cô đâu phải thần thánh đâu. Trong mấy chục năm vừa rồi á, mấy chục năm cô nói là cô chăm mèo mấy chục năm rồi cô? 21 năm. 21 năm rồi, có bao giờ mà bầy mèo nó bị bỏ đói, bị cô bị ốm đau như thế nào không cô? Có một ngày. Một ngày thôi? Cô chỉ một ngày là cách đây là một năm rồi. Cô sốt quá, cô không có làm được. Dạ. Và cô cũng không có cho ăn được, cô không đứng lên nổi. Làm sao mà cô lạnh quá, cô không đứng lên nổi thì làm sao mà cô cho nó ăn được? Rồi lúc đó ai chăm cho sức khỏe của cô? Cô đi lết ra chỗ ngoài cửa. Cô lết ra chỗ ngoài cửa đó. Cô gọi người ta đi ngang qua đó. À. Mua thuốc cô uống giùm. Trời. Mua thuốc sốt cô uống giùm. Hạ sốt. Nhưng mà bầy mèo thì nó có bệnh tật, ốm đau thì cô lo cho nó được. Nhưng mà đến lượt cô ốm thì lại không ai lo. Thì bởi vậy khi mà cô bệnh đó thì không ai lo. Không ai lo hết. Cho nên hả? Với lại hả? Vừa rồi hả? Bị vô đó cô bị té chặt cái tay á, cô bị té chặt cái tay nó cũng không làm được, còn có một cái tay này á bất lực bị chật thôi. Cô đi cho mèo ăn á, cô bước xuống hùng cái chân á, cô đi cho mèo ngoài đường ăn á, cô bước cái thềm nó thấp vậy nè mà tối quá, còn nó cúp điện tối quá, cô bước cái tay cái như đây à, mà cô bước xuống nó hùng cái chân cái tay á chấm xuống cái cùi chỏ nó lên như vậy nè đó, thì con thử nghĩ có một cái tay này nè, tay này không cầm được cái cục giấy nữa thì làm sao? Cô bất lực quá, cô không làm được. Nếu một nhà vậy mà con hả, cứt nái hả, cô chỉ trông chờ cho hai vợ chồng của cô bạn của cô 7-8 giờ tối mới tới đây, rồi tới đây phụ cô để mà cô bạn nó làm, rồi bắt đầu cho nó ăn. Cho nó ăn đỡ đồ cô, chứ cô không nấu nướng được hôm đó. Rồi qua hôm sau rồi cũng có người mở mắt, họ chỉ cô qua ông thầy cũng tám á, thì sửa lại cái tay á, bẻ vô thì nó vô cái cốt rồi, mà đến hôm nay cái tay cô nó vẫn còn đơ, nó cứng đơ, mà cô không rảnh để mà cô đi sùng chính để mà cô bắp thuốc để mà cô bây giờ mà nó mà để mà giúp đỡ cô thì cô cần nhất là cái sự giúp đỡ gì cô? Giúp đỡ trong cái việc mà chăm sóc bọn mèo này đối với cô thì cô cần nhất sự giúp đỡ gì? Nếu mà giúp đỡ gì thì hả, cô cần nhất là giúp đỡ cái khâu nhất là vệ sinh và khoản tiền nhà. Một tháng ở đây thuê nhà bao nhiêu tiền cô? Tháng thuê nhà 7 triệu. Bảy triệu điện nước 3 triệu nữa, nước 1 triệu, điện 2 triệu, điện máy lạnh đó. Thế thì bây giờ cái tiền đó cô lấy ở đâu ra? Tiền đó là con gái cô là cho 3 triệu một tháng và
những ai mà biết cô á là cô đi cho mèo ngoài đường ăn á, là ai biết cô á thì á hả họ cho cô, thì cô để dành tiền, cô tích lũy để cô để dành đóng tiền nhà. Như là 20 năm vừa rồi á là mẹ con cô giấu giếm, ai cho cô không ai cho hết, tại vì cô có lên mạng lên báo chí đâu mà cho họ biết, tại cô bị đuổi không à. Thành thử ra có một cái cô ở trên Gia Lai, cô ở trên Gia Lai á, cổ con gái cô thì cho tháng 3 triệu, một cái cô ở Campuchia cho tháng 7,5 triệu, với lại cô ở trên Gia Lai cho tháng 5 triệu, cho một tháng 5 triệu là những khoản tiền đó là nó vừa đủ tiền nhà thôi. Còn chúng nó không có gì ăn, chúng nó không, hoàn toàn là không có gì ăn. Cô chỉ đi lượm về cho con trong con ngoài ăn. Dạ. Còn những người mà người ta cho, ví dụ như lúc nãy người ta cho gà say đó thì sao cô? Có nhiều người cho như vậy không? Một người đứng ra, một anh đó là tên là Thắng, cho tiền xương gà. Dạ. Là một tháng mấy triệu tiền xương gà. Chị đưa cho con cô Trang, cô Kiều Trang đó đảm nhiệm là xay xương ra đem lại một ngày 3 ký, mà cổ đưa 7 ngày một lần vậy đó. 7 ngày một lần. Một ngày 3 ký đưa một lần mà có đủ cho nó ăn không con? Đủ. Với lại cá hấp thì cô cho Thủy Nguyễn cho Nguyên Tháng. Thế còn cái bữa ăn của cô thì sao? Bây giờ nãy giờ mình nói về chuyện mèo nhưng mà còn cô ăn uống thì như thế nào? Cô ăn uống thất thường, đương nhiên là cô ăn uống thất thường rồi. Sáng là cô về đây là cô đã ăn ở ngoài đường rồi. Rồi cũng như là buổi trưa mà cô làm hết tất cả là cô đã ăn. Xong rồi bắt đầu 2 giờ đêm cô cho mèo ăn xong rồi tới phim cô ăn. Cô mua đường qua ăn, cô hoàn toàn cô không nấu ở nhà. Thế thì... Thế tại sao mà tức là cô có chia sẻ là cô sợ mọi người biết mà rồi chủ nhà đuổi rồi cái này cái kia, nó nhiều cái vấn đề phức tạp, nhưng mà tại sao lần này cô lại quyết định là cô chia sẻ cái thông tin này tới mọi người, cô lại đồng ý cho bọn con ghi hình? Tại vì ở đây nó lại thoáng mát và rộng rãi, với lại không chung đụng với ai. Cái thứ nhất là không chung đụng với ai, với lại cũng có người họ biết cô nuôi, với lại một số lượng như vậy. Tại vì thấy cô ngày nào cũng ôm mèo đi ra cái chính để mà kiểm dịch chích thuốc á, thành thử ra người ta muốn tò mò, người ta hiểu cái người ta đến đây để người ta quay, xong rồi bắt đầu cái quay mới thấy cái cảnh ra là cả nhà con cô là toàn là một cô có cho ai biết đâu. Bắt đầu cái này hả? Nhiều khi cứ tưởng là cô bê 1-2 con mèo cưng thôi, chứ đâu biết là đằng sau đó là cả trăm con như thế này. Tại vì thấy ngày nào không có một ngày nào cô không có đi ra ngoài cái chính cô ngồi á. Hiểu không? Với số lượng lớn như vậy mà làm sao mà không bị bệnh được. Ngày nào cô, những con nào mà cần kiểm dịch á, cô thì cô biết chích thuốc. Nhưng mà những con nào cần kiểm dịch á, thì cô ôm đi ra ngoài cái chính thôi, bên quận tư á. Thì cái cô đó, cô thấy cô ngày nào cũng có mặt rồi đó. Cô mới xin theo về đây cổ để quay lên để mà cổ viết bài để mà xin đồ ăn cho chúng nó. Nhưng mà vừa rồi là tôi rất là nhiều người tới quay nhà mèo của chúng tôi để mà trục lợi, tức là họ tới quay để họ kêu gọi giúp đỡ, nhưng mà lại cô lại không nhận được. Thì hôm nay thì lúc nãy cô có chia sẻ cái thông tin đó rồi á, thì mọi người muốn giúp đỡ cô thì sẽ gửi qua cái số đó. Bây giờ cô cho con hỏi một câu cuối thôi, tức là khi mà mình đã lựa chọn cái việc này rồi á, chăm sóc một bầy mèo này như này á, thì cô có bao giờ cô cảm thấy mình khổ quá đi không? Có, nhiều lúc cô buồn tủi lắm, cô khóc lắm, tại vì cô nuôi chúng nó mà cô mất hết tất cả, cô cam lòng, cô chịu, tại vì cô thương tụi nó là trên hết. Nói nếu mà nói ra cô bất hiếu là mẹ cô ở quận 3 mà cô cũng chưa một giờ để mà về thăm chăm sóc bãi năm nay rất là lớn tuổi, 80 mấy tuổi, mà chưa một giờ mà để cô về cô chăm sóc hết. Cô tối cả ngày cô có lẩn quẩn hết trong nhà ngoài đường mà cô còn không kịp. Rồi bắt đầu khi mà cô xong việc thì bản thân cô ngủ không được là bao nhiêu hết. Nhưng mà cô thương hết tất cả, cô thương hết tất cả, xấu đẹp trong và ngoài rồi cô thương hết tất cả, cô chịu thương. Nhưng mà với cái công việc hiện tại này,
cô cảm thấy mệt mỏi hay là cô thấy hạnh phúc về cái việc đó? Cô vừa mệt mỏi nhưng mà cô vừa nhìn chúng nó là cô vừa cảm thấy thương và hạnh phúc hơn. Tại vì chúng nó không được không được người thương, cho nên nhiều khi họ nuôi con mèo nó quá mập, nó có một cái khuyết điểm gì là họ bỏ ngay. Cô hiểu rồi đó. Người ta chỉ nhìn thấy cái đẹp, cái sự không hoàn hảo là người ta bỏ đi. Một cái khuyết điểm nhỏ thì là họ sẽ bỏ ngay. Thì cô thấy tội quá, hiền quá. Nếu cô không đem về thì nó sẽ bị lăng thân. Nếu mà cô đem về á, thì con thấy ngày này qua tháng nọ qua năm nọ đó, con thấy chồng chức lên như thế nào. Chứ đầu tiên á, thì cô nuôi chỉ có mấy con thôi, từ từ nó dần lên. Với lại số lượng là như vậy. Quá vất vả. Dạ, cảm ơn cô. Này mọi người xem là khi mà xem cái video này thì có thể là hiểu hơn về cái công việc chăm sóc mèo của cô. Và đồng thời là muốn nếu mà giúp đỡ cô được cái gì thì các bạn cũng có thể giúp đỡ qua gặp trực tiếp cô. Đừng có liên hệ qua người này người kia nha các bạn. Chỉ mình cô thôi, tại vì cô đã bị trục lợi từ cái việc mà quay rồi đưa cái thông tin lên để kêu gọi. Nhưng mà thực ra cô lại không có nhận được cái đó bao nhiêu cả. Ví dụ như là lúc nãy cô chia sẻ thì cô chỉ nhận được một phần rất nhỏ thôi. Có khi là không được nhận luôn không cô? Không được nhận, có khi là nhỏ giọt. Dạ, có khi không được nhận luôn đó. Các bạn đã xem rồi thì hy vọng là các bạn có thể giúp đỡ cô được cái gì nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kiếm tiếp ha. Mà gọi là ai cho thì để dành cho chúng nó ăn. Thôi vậy là sắp hết thức ăn cho nó rồi đó. Chỉ còn một tuần nữa là hết rồi. Một tuần nữa là hết. Tuần nữa là hết rồi. Còn để mà nếu mà có thì họ đem đến đây họ cho đai đai, con hiểu không? Đó. Đây này, cái đuôi nó bị gì được không? Con này á hả con? Dạ. Con này á hả? Nó không có bị bệnh gì hết trơn á, tại vì nó chúng nó hả, không biết làm sao nó bứt lông bứt lá hay là gì đó. Dạ. Chứ con nào bệnh là cô không biết. Cô đương nhiên là cũng có con là cô không biết. Cô đi trễ quá thì nó sẽ chết, con hiểu không? Dạ. Nhiều quá cô coi không hết. Dạ. Thì nó sẽ chết. Con này dính cái gì trên lưng đây, cái hạt này. Cái con này hả? Cái hộp. Nhiều khi nó cũng nhéo vào người mình đau quá không cô? Nên kiểu mà nhéo của nó là nhéo động á. Nhưng mà cái móng của nó sắc nó đây này. Cái giày con giày da như thế này mà nó cào rách này. Thì đương nhiên là cái móng nó nhọn quá, là con thấy như móng nhọn ra cái kim vậy đó. Kinh thật.
Cái này mình chăm nó thì có sợ bị lây nhiễm cái bệnh gì không cô? Rất nhiều người họ nói là sẽ bị bệnh. Dạ. Như thế 20 năm vừa rồi á hả? Bệnh gì con? Bệnh gì? Cô nghĩ nè, ai cũng vậy hết, giàu nghèo thì ai cũng chết chỉ có một lần thôi. Dạ. Chết chỉ có một lần thôi chứ không phải là chết đi mà sống lại không có. Nếu mà cô đi khám ra, đương nhiên là cô cũng có bệnh, sao có được nhưng mà không dám khám. Dạ đúng rồi. Bây giờ con, thực ra con có bệnh con không dám khám này. Cảm thấy trong người nó có cái gì đó không khỏe nhưng mình không dám đi. Con cũng có bệnh nữa. Dạ. Bác sĩ cũng có bệnh nữa. Dạ, nhưng mà họ biết cách. Đúng rồi. Như là tất cả mọi người ai cũng có bệnh ít bệnh nhiều. Nhưng mà cô nghĩ là chết thì cũng chết một lần. Thế 20 năm rồi đấy hả? Cô bị bệnh lây. Chúng nó lây đâu? Chúng nó lây đâu? Tại họ nói như vậy thôi. Chứ nó có lây đâu. Nếu mà nói như vậy thì chắc 20 năm rồi cô đâu có nuôi chúng nó được. Dạ.